thời gian gần đây từ khóa chè dưỡng nhan trở nên khá hot đặc biệt là trong các hội nhóm chia sẻ công thức nấu ăn có rất nhiều chị em đang mách nhau công dụng của món chè thần thánh này vậy thực chất chè dưỡng nhan là gì món chè này có gì đặc biệt cách nấu chè dưỡng nhan như thế nào tất cả sẽ được giải đáp sau khi bạn đọc bài viết dưới đây của chúng tôi chè dưỡng nhan là một món ăn được kết hợp từ nhiều nguyên liệu như tuyết yến nhựa đào sen tuyết táo đỏ chính vì thế chè dưỡng nhan còn có tên gọi khác là chè tuyết yến chè dưỡng nhan tuyết yến hay chè tuyết yến nhựa đào sở dĩ có cái tên khá bắt tay là dưỡng nhan bởi món chè này có nguồn gốc từ trung quốc từ xa xưa đây là món ăn giải nhiệt thường được các cung tần mỹ nữ trong cung dùng để làm đẹp lưu giữ nét thanh xuân của mình ngày nay chè dưỡng nhan vẫn được phụ nữ trung hoa sử dụng và trào lưu nấu chè dưỡng nhan mới được du nhập vào việt nam vài năm trở lại đây công dụng của chè dưỡng nhan tuyết yến công dụng của chè dưỡng nhan là tổng hòa của nhiều nguyên liệu bao gồm tuyết yến tuyết yến là một chất được tiết ra từ lõi của cây gam chưa gây cần thuộc chi steculia khác với nhựa đào là chất được tiết ra từ phần vỏ cây thì tuyết yến lại được tiết ra từ phần bột gỗ trong thân cây tuyết yến rất tốt cho phụ nữ nó giúp duy trì độ ẩm làm da săn chắc giảm chảy xệ bên cạnh đó nguyên liệu này cũng có tác dụng ức chế hấp thu đường từ đó làm giảm đường huyết tốt cho người tiểu đường thừa cân chống béo phì hiệu quả ngoài ra tuyết yến cũng có khả năng tăng cường hệ miễn dịch giảm tình trạng căng thẳng mệt mỏi tăng khả năng tập trung khi làm việc nhựa đào keo đào nhựa đào được tiết ra từ thân cây đào được trồng tại vùng vân nam trung quốc từ lâu nhựa đào đã được biết đến là vị thuốc có rất nhiều công dụng cho sức khỏe và sắc đẹp trong nhựa đào có chứa collagen galactose cùng các amino acid chính vì thế nguyên liệu này có tác dụng làm sáng da rất hiệu quả đồng thời ngăn ngừa nếp nhăn ngoài ra nó còn có tác dụng làm sạch máu giảm mỡ máu giảm cholesterol xấu kiểm soát cân nặng và giải tỏa căng thẳng tiết liên tử bồ mễ bồ mễ là quả của cây bồ kết Loại cây chủ yếu được phân bố tại Vân Nam, Trung Quốc, Tiết Liên Tử là một loại thực phẩm rất giàu năng lượng. Chứa đến 7 loại vitamin, ít chất béo, đồng thời chứa nhiều chất xơ khi ngâm ở trong nước. Tiết Liên Tử sẽ nở ra, có màu trắng mờ, có mùi thơm như gạo nếp, loại nguyên liệu này có công dụng rất tốt cho tim mạch. Giúp lưu thông khí huyết, thải độc gan, làm sáng mắt với phụ nữ sau sinh có thể dùng Tiết Liên Tử để gọi sữa thông sữa hoặc lấy lại vóc dáng một cách nhanh chóng táo đỏ táo đỏ khô có vị ngọt tính ôn được biết đến là thực phẩm có tác dụng hỗ trợ bổ ích tỳ vị dưỡng huyết an thần có tác dụng bồi bổ cơ thể bên cạnh đó táo đỏ còn chứa nhiều thành phần tự nhiên rất tốt cho sức khỏe như protein lipid canxi và nhiều loại vitamin như vitamin a b c táo đỏ có nhiều công dụng như làm đẹp da tăng cường tuần hoàn máu, ngăn ngừa lão hóa, bổ sung khí huyết và giúp phục hồi sức khỏe nhanh chóng. Kỳ tử, thành phần của kỳ tử có chứa nhiều axit amin. Vitamin C, B1, B2, sắt, canxi, lysine, nó có tác dụng rất tốt trong việc chống lão hóa, giúp bổ gan. Bổ mắt, làm ổn định huyết áp, đồng thời thúc đẩy quá trình tạo huyết của tùy xương, long nhãn, nhờ thành phần vitamin A. C và nhiều khoáng chất thiết yếu mà long nhãn có tác dụng chống lão hóa rất tốt. Ngoài ra, hoạt chất riboflavin trong long nhãn còn có tác dụng giảm thiểu nguy cơ mắc các vấn đề về mắt. Đặc biệt là bệnh đục thủy tinh thể, tuy nhiên, long nhãn được khuyến cáo không nên sử dụng cho những người bị rối loạn tiêu hóa. Tiêu chảy, có vấn đề về thận hoặc ho có đờm, phụ nữ có thai dưới 5 tháng hay trẻ em dưới 1 tuổi cũng phải thận trọng khi dùng nguyên liệu này, hạt chia, trong hạt chia có rất nhiều chất dinh dưỡng như phốt phô canxi, chất béo, chất đạm, chất xơ, magie, omega 3, omega 6 cùng rất nhiều vitamin có vai trò vô cùng tốt cho sức khỏe. Loại hạt này cung cấp nhiều năng lượng nên một lượng ít cũng đủ cho nhu cầu của cơ thể. Ngoài ra, khi vào trong dạ dày, hạt chia giúp làm chậm quá trình tiêu hóa, giúp bạn hấp thụ lượng calo ít hơn kéo dài cảm giác no và đánh tan cảm giác thèm ăn. Vì vậy, hạt chia có tác dụng lớn trong việc giảm cân và kiểm soát cân nặng. Hạt chia kỵ với gì? 6 tác hại của hạt chia khi sử dụng sai cách. Có thể thấy rằng, nguyên liệu làm nên chè dưỡng nhan có nhiều công dụng vô cùng tuyệt vời cho sức khỏe, còn đợi gì nữa? Hãy vào bếp để làm ra những chén chè thật hấp dẫn chiêu đãi người thân, bạn bè thôi nào, cách nấu chè dưỡng nhan tuyết yến thơm ngon khó cưỡng, nguyên liệu cần chuẩn bị, 15 gam tuyết yến, 15 gam nhựa đào, 15 gam tuyết liên tử, 30 g táo đỏ, 10 gam long nhãn, 10 gam kỳ tử, 80 g đường phèn, 5 gam hạt chia, sơ chế các nguyên liệu, ngâm nhựa đào với nước sạch trong 24 tiếng cho nở hết. Sau đó rửa lại nhiều lần để loại bỏ hết tạp chất, hạt bồ mễ ngâm 12 tiếng rồi rửa sạch, long nhãn. Kỳ tử, tuyết yến mang đi rửa sạch rồi để cho ráo nước, táo đỏ rửa sạch rồi cắt thành lát mỏng, hạt chia ngâm với nước khoảng 10 đến 15 phút. Sau đó để ráo nước, cách nấu chè tuyết yến, bước 1, bạn cho khoảng 1 lít nước vào nồi rồi đun sôi. Sau đó cho nhựa đào, tuyết liên tử và đường phèn vào đun trong khoảng 10 phút, đợi cho nồi nước sôi lại. Bạn vặn nhỏ lửa và đun thêm 10 phút nữa, bước 2, cho long nhãn, kỳ tử, táo đỏ và hạt chia vào đun tiếp trong 5 phút, bước 3, cuối cùng. Bạn cho tuyết yến vào rồi đảo đều và tắt bếp, bước 4, đợi cho chè nguội, bạn cho ra bát hoặc để vào chai thủy tinh rồi bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh để thưởng thức dần, lưu ý, tuyết yến nên được cho vào sau cùng để không bị tan trong nước nếu đun sôi quá lâu, các bạn có thể ra giảm lượng đường và các nguyên liệu tùy ý. Hoặc bạn cũng có thể kết hợp thêm saffron, quế hoa, mật mía tùy vào sở thích, phụ nữ có thai. Trẻ em dưới 1 tuổi và những người đang có vấn đề về tiêu hóa không nên sử dụng loại chè này, yêu cầu thành phẩm của chè dưỡng nhan tuyết yến là có độ đặc sánh. Không được quá loãng, tuyết yến tử có vị bùi, nhựa đào khi nhai sẽ có được độ giòn sần sật hòa cùng với vị ngọt thanh của đường phèn và mùi thơm đặc trưng của táo đỏ, chè dưỡng nhan không chỉ ngon miệng thanh mát mà còn mang tới rất nhiều công dụng cho sức khỏe hy vọng những chia sẻ về cách nấu chè dưỡng nhan trên đây sẽ giúp các bạn có thể dễ dàng thực hiện món giải nhiệt thần thánh này ngay tại nhà chúc các bạn thành công